Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, ấn like video, chia sẻ video hoặc là tóm lại là gì đó tương tác lên là cái tốt nhất nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bởi vì mặc dù là kênh mới khoảng được một tuần, nhưng mà hơn một tuần, nhưng mà kênh Trang Trang TV, tức kênh mới nhất là cái CCTV Vlog là cũng xấp xỉ đạt được 10.000 lượt rồi. Bây giờ đã là 9.970 mấy gì đó, tức là còn khoảng tầm mười mấy ngày người nữa thôi đăng ký thôi là sẽ tròn là 10.000 lượt đăng ký. Cho nên là rất cần cái sự ủng hộ của các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Ngày hôm nay thì xin thưa với các bác, tôi giới thiệu với các bác, đây chính là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đó là ông Hoàng Thanh Tùng. Và thật sự ông đã làm đúng có trách nhiệm nghĩa vụ của mình. Bởi vì trong cái phiên họp thường vụ Quốc hội hôm nay thì báo cáo với các bác là những cái vấn đề nóng hổi, đặc biệt là nhiều bác trên kênh quan tâm, đó là việc mà cảnh sát giao thông là được trích lại cái số tiền đó, trích lại số tiền theo luật mới nhất thì được trích lại cái số tiền khoảng ít nhất là 70% cái số tiền phạt liên quan tới lĩnh vực an toàn giao thông. Thế thì cái việc trích lại số này nó gây rất nhiều ý kiến trái chiều, và ông Tùng cũng đã phân tích rất là nhiều lý lẽ để mà các bác có thể thấy rằng là chúng ta hoàn toàn ủng hộ cái lý lẽ của ông Tùng. Đây là cái mà làm rõ đề nghị là trích, đề xuất là trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông. Thì ở đây nó có rất nhiều những cái vấn đề theo cái dự thảo của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì quy định mới nhất là lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70%, có những cái lỗi thì có thể là trích tới 85%. Và xin thưa với các bác rằng là câu hỏi đặt ra như ông đã nói này, có nhiều lĩnh vực bị xử phạt hành chính, sao chỉ có lĩnh vực giao thông được trích lại? Trích lại thì ông nói như sau: nếu bổ sung như vậy thì chính phủ phải có cái báo cáo đánh giá tác động làm rõ đến ngân sách nhà nước thế nào, tính phù hợp với các pháp luật có liên quan như thế nào. Và theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thì vấn đề xử phạt vi phạm hành chính là một nội dung của luật xử phạt, là một nội dung của xử lý của luật là xử lý vi phạm hành chính. Theo đó thì luật quy định là tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính thì phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Và ông Tùng thì nêu rõ là việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là cần thiết, nhưng đầu tư theo cách nào, theo cái cách mà chúng ta trích từ tổng số tiền thu được trong lĩnh vực này hay là từ ngân sách nhà nước được bố trí theo quy định chung, thì ông cho rằng là cần phải làm rất rõ, rành mạch và đảm bảo được cái sự thống nhất. Và bởi vì nếu quy định như dự thảo thì không thống nhất với quy định của luật xử phạt xử lý vi phạm hành chính đó. Và ở đây là mặt khác, chúng ta có rất nhiều lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, tại sao mỗi lĩnh vực này thì quy định trích phần trăm còn các lĩnh vực khác thì không, trong khi đó thì cũng có rất nhiều lĩnh vực quan trọng. Và ông nói rằng là chúng tôi đề nghị nên thiết kế nguyên tắc chung của chính sách như dự thảo luật mà chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6. Ông Tùng nói thêm. Và ông Tùng cũng chỉ rõ việc trích 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật cũng là quy định mới so với dự thảo chính phủ là trình tại kỳ họp thứ 6. Đồng thời thì mới so với nghị quyết 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe và cũng không phù hợp với luật quản lý sử dụng tài sản công. Luật quản lý sử dụng tài sản công thì quy định là toàn bộ số tiền xử lý tài sản công như là biển số xe là tài sản công thì được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước, sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại thì phải nộp được toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Và ông Tùng cho hay là bản thân cái điều 37 của dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ về đấu giá biển số xe thì cũng quy định khác. Đó. Và ông nói thế này: nếu cụ thể thì quy định là tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí cho tổ chức đấu giá, chi phí quảng cáo, chi phí quản trị hệ thống đấu giá và chi phí khác thì được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. Và nếu đưa chính sách trích lại 30% vào thì cũng không thống nhất với nội dung tại dự thảo, không thống nhất với chính sách chung và các pháp luật có liên quan. Thì yêu cầu rằng làm rõ hơn về cái vấn đề đó. Thế thì phải nói rằng là đây là một trong những cái nhân vật mà tôi rất là ấn tượng, bởi vì ông nói rất là thẳng và rất là khoa học về cái vấn đề này. Trên kênh Trang Trang TV thì cũng đã nói rất rõ, trong khi đó là có mấy lần các bác hỏi rằng là cái việc mà thu lại 85%
cái đợt trước là 85% về thổi nồng độ cồn ấy, thì có hợp lý hay không? Thì tôi chia sẻ rằng là các nguyên tắc, các thiết chế đưa ra, tức là các quy định của pháp luật, thì nó phải đảm bảo được cái sự đồng nhất, cái sự đồng thuận là đầu tiên, sau đó là cái sự thống nhất trên quản lý. Nếu đó là xử phạt vi phạm hành chính, thì nếu mà chúng ta tạo ra một cái tiền lệ là cảnh sát giao thông được giữ lại cái số tiền này theo cái lý rằng là bởi vì sẽ phải đảm bảo cơ sở vật chất rồi là vân vân nọ kia của lực lượng cảnh sát, thế thì các bên khác người ta cũng sẽ làm. Và cụ thể ví dụ như bên thanh tra, tức là bên xử phạt vi phạm về trật tự rồi vân vân nọ kia, thế là lập tức rằng là để có được cái nguồn tiền thì có thể chăng người ta sẽ có được cái động cơ là sẽ đi xử phạt thật nhiều để mà có được cái ngân sách về cho cái bộ phận của mình, và như vậy thì nó sẽ là không ổn, nó không ổn, cho nên phải báo cáo đánh giá kỹ cái tác động này, và liệu rằng khi cái này đưa ra thì cái ngân sách này sẽ được xử lý chi tiêu thế nào, ai là bên quản lý, rồi nó bị vênh với khác, và thậm chí là tạo cái hệ lụy rất là xấu đối với các luật xử phạt vi phạm hành chính khác. Chúng ta không thể nào mà chúng ta có cái luật xử phạt vi phạm hành chính rồi, nguyên tắc rồi thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Nếu mà lực lượng cảnh sát giao thông cần tiền thì ví dụ như luật đã đề nghị rằng là đầu tiên là cứ chuyển về ngân sách nhà nước ạ, sau đó là cần bao nhiêu để trả lương rồi là trang thiết bị vân vân thì đề xuất thì ngân sách nhà nước là sẽ chi cái số tiền này ra để về cái cơ sở vật chất, chứ không thể nào mà quy định cứng là bây giờ thôi thì 70% hoặc 85% là sẽ chuyển về cho cái lực lượng cảnh sát giao thông, nó không thể nào theo cái kiểu là cắt phế như thế. Như thế thì nhà nước thành cái nơi là cắt phế, đúng không? Và như vậy thì nó sẽ có một cái gì đó nó chưa thống nhất, và các bên là sẽ tiếp tục trình, và như vậy là cái luật xử phạt vi phạm hành chính là sẽ không còn tác dụng nữa, không còn tác dụng nữa. Một cái điểm nữa đó chính là cái việc mà tài sản là giữ lại 30% cái tài sản. Thế thì tất nhiên là để mà đấu giá biển số xe thì xin thưa với các bác là chúng ta hiểu nó là tài nguyên, bởi vì nó sinh ra là do cơ chế quản lý nhà nước các biển số xe, cũng giống như rằng là các sóng băng tần vân vân các thứ nữa, và đều là những cái tài sản của nhà nước, và cụ thể là nhà nước đại diện sở hữu quản lý, trên thực tế là của nhân dân. Thì cái biển số xe này nó sẽ được trừ, nó sẽ được chuyển vào cái ngân sách nhà nước là chính, và các bác như vậy sẽ được chuyển vào cơ quan nhà nước là chính. Sau đó thì muốn chuyển đi đâu thì nó sẽ có cái cách được không, nhưng đầu tiên nó phải vào nước đã, không thể nào mà giữ lại 30% để cái chỗ này được, bởi vì sau này người ta cũng ví dụ như là bộ giao thông vận bộ 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 thông tin và truyền thông chẳng hạn, họ cho thuê các gọi rằng là các băng tần của các sóng để chúng ta làm 3G, 4G, 5G, 6G, thế thì các công ty là phải nộp lại cho bộ thông tin và truyền thông, cho cái cơ quan quản lý là cục tần số vô tuyến điện chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta tự hỏi rằng là cái tài sản nhà nước thì tại sao lại có một cơ quan chuyên môn để nắm lại cái số đó ít nhất 30%, kiểu như vậy. Tức là nó sẽ trở thành một cái không đồng nhất, không đồng nhất về mặt quản lý, chúng ta đưa vào chúng ta hạch toán nhưng mà nó phải là bên ngân sách nhà nước, còn tất cả liên quan tới chi tiêu của tài sản công thì chúng ta phải hiểu rõ nó là tài sản công, nó không phải là tài sản của bên bất cứ một chỗ nào, quốc gia nào, kiểu kiểu như thế. Cho nên cái câu chuyện ở đây là cái câu chuyện mà thật sự tôi nghĩ rằng là phải xem xét và đánh giá thật kỹ hai cái vấn đề này, hai cái vấn đề này đó chính là cái vấn đề mà liên quan tới giữ lại cái tiền phạt, hai là cái vấn đề mà giữ lại cái tiền biển đấu giá. Thì cả hai cái này đều phải xem xét rất kỹ trong cái luật xem là có vênh hay không, vênh cho đủ luật hay không, và rõ ràng là đợt này là quốc hội và đặc biệt rằng là những nhân sự của quốc hội đang làm rất tốt cái công việc của mình, và đã phân tích là tương đối cụ thể chi tiết, và các bộ luật là cũng mang cái tính chất là không ngại nói thẳng nói thật, không ngại phạm húy vân vân gì đó có được một cái lấy tốt nhất, tức là quản lý theo kiểu pháp quyền, và pháp quyền tức là các quy định là phải thật sự mạch lạc, phải thật sự rõ ràng, và không thể rằng là ông A bên A thì làm kiểu A và bên B làm kiểu B, và không có sự đồng nhất được. Thì cái này là ông Hoàng Thanh Tùng ông cũng nói thẳng là 70% trích lại hay là 84%
là đều phải xem xét lại và phải có cái báo cáo đánh giá, thì nó vênh với các luật khác hay không. Và tôi nghĩ rằng các cơ quan soạn thảo luật thì cũng nên suy nghĩ cái điều đó, bởi vì nhiều khi chúng ta tạo ra một cái tiền lệ thì lập tức rằng các bên khác cũng sẵn sàng tạo ra các tiền lệ. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.